Này bạn thân ơi, sao kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai gian giàu ai gian khó, mai xa kiếm con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Chào chú ạ. chú thông cảm hôm nay chúng cháu quá tải quá, tại vì là ngày lễ thì là khách đặt loa nhờ chú ạ. Chúng mày ăn cơm rồi. Chúng cháu thì cứ làm một tặng bánh mì vì là đi đường xuất đi từ sáng đến đêm thì cũng là đói là ăn thôi, chẳng cần theo bữa gì đâu. Biết là tối nhiều khi thì bất tiện rồi, nhưng mà hôm nay mà không ra được để ngày mai lại dồn chú ạ. Chúng cháu khách đặt cũng nhiều mà. Nhất là những cái dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 này khách dịp hội ngộ gia đình về quê tiệc tùng, đâm ra là nhu cầu hát karaoke nhiều. Đi cái từ này sáng là cái ấy à, chân à? Vâng, chân loa chú ạ. Cái chân thì chẳng hạn nữa thôi chú không lấy được, chẳng hạn. À vâng, cái đấy thì là chú có chỗ để rồi thôi, không cần nữa. Cái chân loa thì đấy, đã xuống được. Đã xuống như nặng gì. Cứ để đây được. Cứ để đây tí. Bóc hộp. Này, chú cháu một bê cho nó xa xẻ. Cái này hay là 20 cân thì một người bê cũng được. Thế ở bê. Đây, cái này đây chú ạ. Chú giúp cháu một cái kéo chú nhá. Ừ. Kéo hay dao cũng được. Cháu muốn dao con ấy, hay vâng, kéo dao. Ừ, con ông đi to thế á? Không chú ạ, âm đi trong này. À, tưởng con này là con khác. Âm ly mà to thế thì chết. Là chú làm gì còn chỗ để thì không điện phải ấy. Cứ mở ra đi, mở ra cái xe nào. Không loa này thì còn được. Hôm giờ hỏi bảo nó cao, độ cao bao nhiêu, khoảng 80 còn được. Chứ còn nếu mà cao quá thì cũng không dám này. Nhà nó khó kê đặt phải không chú? Ừ. Nhà khó kê đặt đúng không? Ừ, cái đó đấy, không để vào cái muốn để vào đôi thay đôi loa kia kìa. À cái này để thôi. Đấy, để thế để này. Vâng vâng. Bởi vì là nhà có mua cái kia rồi, muốn để cho nó. Vâng ạ. Cho nó phù hợp mấy cái đấy. Đúng rồi. Nói chung là loa vừa nghe nhạc là vừa là cái thẩm mỹ nữa. Coi như là một cái đồ trang trí trong nhà. Ừ. Chú có thử lấy hàng trên mạng xem nào. Nếu mà ổn thì ở đây là nhiều người muốn, nhiều vâng. Người thích mua. Thế này không biết là cô chú đã mua hàng trên mạng kiểu như này nhiều chưa? Đây là anh. Dạ đầu tiên. Anh bảo là anh có ấy rồi, anh có mua rồi thì anh ấy biết đấy, anh đấy anh ấy bảo đấy. Vâng. Đấy tí ông và giờ. Anh ấy mà, anh con ông bác. Lúc nãy cháu gọi cho chú thì như là đang nhiều người đang ăn cơm hả chú? Ừ, đang uống rượu kia. À. Nói chung là chú cháu đã hẹn với khách là hôm nay giao đấy sẽ giao xong hôm nay. Biết rồi, cái là chú chẳng qua chú điện làm gì cả này. Thôi còn là nó có thể là bận hay nọ kia thì không bận chẳng... cháu phải báo lại cho chú. Ừ. Nhưng còn nó đã hẹn giao là sẽ giao. Nóng từ chiều đến giờ bảo đáng là mang chiều giờ đặt được hát rồi. Tâm lý khách hàng là khách nào cũng muốn nhận sớm. Không ngờ đấy cực khủng. Chị em hay ấy là kiểu ngày nghỉ hay nọ kia mà chúng nó thích thì lấy còn vâng. Đây thì chiều chúng chị em là quan trọng nhất. Vâng. Hay ở đây ăn cơm. Đó thôi chú ạ, chúng cháu còn một cái nữa tí thì giao nốt mà. À thế gì? Ừ. Vâng. Không đấy là không bảo trước đấy nên là lại vào đây muộn ngoằn không. Chúng cháu không quan trọng đâu. Không, chú cháu mình cứ nói rõ ràng luôn đi. Tại vì là nghề giao hàng của chúng cháu thì cứ chạy suốt vậy. Kể cả là chú lấy bàn ghế này thế là người ta đến muộn bảo thế ở đây ăn cơm một vòng ở ăn cơm ở này. Thế là trước đây là nhà mình đã dùng qua cái bộ hát karaoke nào chơi nhờ cô chú nhỉ? Ừ. Trước kia nhà mình đã dùng qua những cái bộ karaoke bao giờ chưa? Không, dùng loa thỉnh hạ tỉnh cả. Thì nhà cô không ở làm. Trước là các em nó vẫn còn bé nó học. Thế vâng. Nên là chú không muốn cho dùng những cái này, nó sợ nó mải à, dùng nó trong ấy, nọ này, kia nó không học được ấy. Phức tạp. Thế vâng. Bây giờ cái em nó lớn nó học xong hết rồi. Thì là bắt đầu mới nghĩ để mua. Bắt đầu mới nghĩ hưởng thụ đúng không? Trước là chỉ để xem tivi thế kia thôi chứ không cho các em nó dùng những cái này, cái vâng. Này. Không muốn điện cho thoại còn chẳng cho chúng nó dùng ấy. Đấy khi chúng là cô chú cũng nghiêm khắc đấy. Ừ thế là lên nào kia là em nó mang sang ấy chứ còn thì là cô để kia thôi chứ còn thì cái kia không phải là mua. Vâng. Ừ chỉ có tivi bảo là thôi để cho các em nó xem thôi chứ bây giờ thì là các em lớn nó đi làm ăn hết rồi. Vâng. Thì là mới nghĩ đến mua. Đấy nghĩ là chắc là bảo hai ngày lễ chắc là bận thôi còn chắc là chẳng có điện làm gì cả đấy. Không, chúng cháu đã hẹn rồi là phải đến. Không, hôm nay thì còn nếu một mà chắc là đường thì đông chắc là mai hay nọ kia này. Còn nếu mà không có sự cố hay gì không ra được chúng cháu phải báo chứ làm sao mà cứ im thế được. Thế bảo thế không, chú chẳng để ý, cũng chẳng quan trọng. Mà chúng cháu lại ít khi gọi trước lắm bởi vì là
Cái này nếu mà gọi trước thì nhiều khi nó không chuẩn giờ ấy. Đúng thì rồi. Một là chúng cháu giao nhiều nơi. Cái thứ hai là đi đường nhiều khi nó tắc đường sự cố đâm ra là ví dụ như mình hẹn là bảo hôm nay chú với cô chú hôm nay chúng cháu 5 giờ cho giao cho cô chú. Thì cô chú đợi đây 5 giờ, cô cháu đến thì cũng đến đấy nên là chúng cháu cứ đi là đến chúng cháu gọi. Đúng rồi. Không đi được, không đi nhanh được. Tắc là một chuyện, cái thứ hai là đôi khi đi giao hàng nó không thể nhanh như mình mong muốn được cụ ạ. Đúng rồi. Nhiều khi là vào nhà khách hàng thì để khách hàng test loa sau đó thì mình hướng dẫn sử dụng mình lắp đặt này kia nữa, thế là nó nhiều cái mình không thể nào chuẩn giờ được. Cái này thì có phải bắt thẳng cái này à, có liên quan gì đến ấy không? Vào tivi hay thế nào không hả cháu ạ? Cái này mình cho vào tivi thì mới hát được karaoke chứ. Đúng rồi, mình muốn bắt vào tivi thì là mình phải ấy hả? Mình kết nối Bluetooth. Nếu như tivi nhà cô kia là tivi nhà cô chứ chắc có Bluetooth thì mình cắm dây. Đấy, tức là nó như loa bình thường của cô ấy. Thế thì cái bộ này nó coi như là cái âm ly của cô. Đấy. Thì là mình đưa tín hiệu từ tivi hoặc điện thoại vào đây là nó phát ra thôi. Còn mic thì bắt thẳng với loa là hát. Tôi chợt nhìn xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào những ngày nào, kể từ khi vắng chưa cô, như này nó mới chỉ được khoảng là đến tầm nào? Như này nó chỉ khoảng 3% thôi. Cháu thử hết cỡ cho cô thử nhá. Thử mở to cho nó. Vâng, cháu thử cho nó gần hết cỡ xem nào. Ở trong nhà cô cũng không mở to đâu, nhưng mà ý là cô muốn rồi, xem thử. Nó to đến tầm nào. Thử xem tầm nào. Bây đúng không cô? Sớm thì mới mở chứ muộn chắc không dám mở to. Đúng rồi, để cháu thử cho cô. Thử bài nhạc mạnh cô nhá. Nhạc bốc nhá. Nhạc ấy. Nhạc sàn ấy. Vâng, nhạc sàn đi. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Cái nhạc này thì mình cảm nhận được cái độ chắc của tiếng bass. Vâng. Đấy, nhạc sàn ấy để đấy, tiếng này bạn thân ơi. Sao nghiệp nhân sinh chỉ là cõi lòng trần gian, dù anh đã tối ai gian dò ai gian khó, mai xa kiếm con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết
Với dịch vụ bảo dưỡng hết service bạn. Cảm ơn cô rất nhiều, giọng ca vàng.
rất hay. anh làm bài đi anh. Mai chiều miền Trung. Vâng, hay quá. Vé em toàn không. Mưa chiều miền Trung karaoke. Miền Trung đất vui mù sa, người miền Trung rất có nhiều nơi quá. Từ khi em xa quê nhà, từ đó anh nhớ mong người ta. Mùa đông mây lừng lờ trôi. Tình ơi, cho em nay bao đông rồi mà em chưa biết.
Gửi về quan họ được cô. Gửi về quan họ. Gửi về quan họ karaoke. Vâng. Cháu chuyển trong nhà cho cô nhá. Chuyển. Vâng. Tiền nhá, xong là chuyển đếm tiền đi. Chả thế sao? Không nặng là sao hay được. Nói thẳng như thế. Nếu mà không nặng thì không mà hay. Đúng rồi, cháu phải chắc loa. Đúng rồi. Bác 40. Bác 40 ạ. Vâng. Gia chủ cũng tính cả rồi. Tính rồi, bởi vì nào? Đúng ra thì mua cái to hơn nữa cơ, nhưng mà nó đặt nó không hợp lý. Vâng, nó con này nó hợp lý mà, để trong này nó không gian nó hợp lý. Đâu bởi vì là anh thấy là cái không gian này nó hợp lý với đôi này. Và đâu là vợ chồng nhà chủ nhà thì bảo là tiền thì không quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là nó phải là nó cái vừa cái không gian. Bởi vì nó tùy theo điều kiện của mỗi nhà. Nếu mà nhà mình tiền tầng này thì mình dùng cái loại này. Nhưng mà nhà chủ nhà này hôm nay là tiền là không quan trọng. Mà quan trọng nhất là cái nó vừa với không gian. Em bảo là tiền em không quan trọng. Thế sợ thì có cho anh vay thêm mấy à? Hả? Có cho anh thêm mấy triệu để anh mua thêm cái đó à? Hả? Ừ. Anh làm cái trí mà không? để mai anh điện cho chúng mình chở anh gây cái trí mà không? Có cho anh vay.